Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ tư, một ngày 16 tháng 11. Em cũng xin phép mình quay trở lại là một buổi video ngắn để em cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang vận động như thế nào, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những lượng sức mua, những lượng tiền, mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh, và đây cũng chính là những động lực thúc đẩy giúp em làm những video sâu tốt hơn. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì bất kể thị trường tăng hay là thị trường giảm thì cá nhân em vẫn ở đây, vẫn ngồi ở đây, vẫn ngồi lại đây và đồng hành với tất cả những chị nhà đầu tư mình. Mình cùng nhau đồng hành qua những giai đoạn khó khăn của thị trường. Thì khi mà những thành quả nó đến thì đó cũng là những cái giai đoạn mà chúng ta cùng nhau tìm kiếm những cái cơ hội trên thị trường chứng khoán, chứ không phải những lúc thị trường giảm mình rời bỏ thị trường. Còn những lúc tăng chắc chắn chúng ta không phải là những người sẽ có mặt đầu tiên. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Thì sau cơn mưa rào, mọi người thấy hôm nay là một cái phiên giao dịch rất cảm xúc của thị trường, đã giải tỏa được tâm lý rất nặng nề của những anh chị nhà đầu tư mình trong những cái phiên giao dịch vừa qua. Cơn mưa rào sau nắng hạn của thị trường chung có đến hơn 350 mã cổ phiếu tăng ở cái biên độ giá kịch trần ngày hôm nay. Đấy. Và buổi sáng chúng ta thấy được là cái trạng thái những cổ phiếu đầu phiên sáng mở tín hiệu gap down và bị bịch cung, có nghĩa là chắn bên mua, nhưng ngược lại vào phiên chiều thì là những tín hiệu bịch cầu chắn bên bán. Thì đó là trạng thái tâm lý giao dịch của thị trường ngày hôm nay với những cái tín hiệu rút chân tương đối tốt. Thì liệu hôm nay có phải là một cái phiên tín hiệu tạo đáy của VN-Index hay chưa? Thì em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi bóc tách trong cái buổi video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta phải nhận định rất kỹ về thị trường chung. Hôm nay là một cái phiên đỡ cung stopping volume 3. Cá nhân em mình đánh giá cực kỳ tốt, có thể gọi là một phiên nỗ lực hồi phục số 1 của thị trường sau chuỗi đà giảm điểm vừa qua. Thì tại sao mà em lại nói đây là một cái phiên nỗ lực hồi phục số 1, và tín hiệu của những cái tín hiệu gọi là gì khi mà thị trường tạo đáy á, thì bản chất nó phải có một cái phiên đỡ cung anh chị. Cái phiên đỡ cung này xuất hiện sau quá trình giảm điểm của thị trường chung trong một xu hướng giảm, cho thấy tín hiệu dòng tiền của tổ chức họ sẵn sàng, họ hấp thụ ở những cái vùng giá thấp. Khi mà anh chị mình thấy đầu buổi sáng ngày hôm nay với những trạng thái tương đối tiêu cực, nó đè lên áp lực với những nhà đầu tư mình đang cầm cổ phiếu. Và em chắc chắn những anh chị nào đang cầm cổ phiếu đến buổi sáng ngày hôm nay với những tín hiệu thị trường mở gap down và giảm điểm, đa phần 80% những nhà đầu tư mình đều đi muốn bán cổ phiếu. Thực sự không mấy ai dám xuống tiền muốn mua cổ phiếu trong sáng ngày hôm nay thôi chị, mọi người lưu ý á. Đấy, và cái lúc đa phần những nhà đầu tư đều muốn bán là cổ phiếu thì ai chính là người sẵn sàng đổ tiền vào hấp thụ mua lại hết những cái lượng hàng mà anh chị mình đang muốn bán ra trong cái phiên vận động buổi sáng ngày hôm nay, để tạo một cái hiệu ứng rút chân của thị trường và đóng cửa tăng ráy khoảng 31 điểm với một cái biên độ volume đột biến, mọi người lưu ý ha. Đấy, thì đây là một cái phiên tín hiệu đỡ cung của thị trường, là những phiên stopping volume 3 cho thấy dòng tiền của tổ chức họ đang hấp thụ, họ kích hoạt ở một cái vùng giá gấp, mọi người lưu ý. Đấy, thì liệu sau phiên ngày hôm nay thì những tín hiệu vận động của thị trường sẽ như thế nào với một cái thanh khoản volume đâu đấy mà chị mình đo lường được á, nó ra khối lượng gấp lên anh chị, thì mình sẽ thấy là hơn 930 triệu cổ phiếu là một trong những phiên giao dịch kỷ lục trong khoảng 6 tháng đổ lại đây của thị trường chung anh chị ha. Đấy, mà hơn tại những vùng đấy thì lúc nào cũng vậy, nó phải xuất hiện một cái phiên đỡ cung, thì nó là những tín hiệu đảo chiều của thị trường chung trong ngắn hạn. Chí ít em đánh giá cái đà rơi của thị trường nó sẽ không còn nữa gì, mọi người lưu ý ha. Thường những cái phiên chỉnh lại volume lớn, ví dụ đây cũng là cái phiên nổ volume lên chị, nhưng mà nó không phải là một cái phiên stopping volume 3, nhưng chí ít những cái phiên nổ volume trong đà giảm nó sẽ là những tín hiệu đảo chiều của thị trường chung, nó sẽ đi ngang trong ngắn hạn. Đấy, thì hiện tại cũng tương tự, hôm nay là một cái phiên mà có thể gọi là một phiên đỡ cung cực kỳ đẹp anh chị. Cái biên độ mà thị trường rút chân á là đâu đấy khoảng 70 điểm từ vùng giá 873 và đến vùng giá cao nhất trong phiên ngày hôm nay là 945. Thấy thực sự cá nhân em mình cũng không có kỳ vọng gì quá nhiều nữa ở trong phiên ngày hôm nay, tôi gọi là một cái phiên đỡ cung tuyệt đối của thị trường chung, biên độ lớn, khối lượng lớn,
nhiều cổ phiếu tăng trần, xung lực trong phiên cực kỳ đạt. Mọi người lưu ý là những phiên tạo đáy hướng nhất của thị trường. Đấy. Và khi mà mình nhìn lại những cái dữ liệu trong quá khứ thì liệu đây có phải là một cái điểm mua hay không, hay là mình cần những cái tiêu chí gì? Thì bản chất anh chị mình lưu ý, mặc dù hôm nay là một cái phiên tạo đáy thứ nhất của thị trường chung với những tín hiệu tạo đáy, tuy nhiên cái vùng đáy và đáy thị trường tạo đáy anh chị, nó là cả một cái quá trình, chứ nó không phải là một phiên hoặc là hai phiên. Mọi người lưu ý á, không phải thị trường đỡ cung xong là tiếp tục nó kéo tăng hình chữ V đi lên chị. Ví dụ kịch bản mà thị trường đỡ cung và kéo tăng hình chữ V á, thì kịch bản này sẽ xảy ra chỉ 5 đến 10%, mà thường anh chị mình phải biết á, dòng tiền phải cuồn cuộn nó đổ vào thị trường, dòng tiền nó phải lớn thì nó mới kéo lên được cái kịch bản hình chữ V này. Tại vì sao? Tại vì một cái lượng lớn những nhà đầu tư mình đang kẹp những cái lượng hàng ở vùng giá trên cao, và đa phần anh chị mình thấy á, cái mong muốn của những nhà đầu tư kẹp hàng á là mình chỉ mong cổ phiếu của mình hồi phục lên để mình bán. Thì khi thị trường nó tăng lên thì đa phần luôn luôn xuất hiện những cái lượng cung hiện hữu của những nhà đầu tư còn kẹp hàng ở vùng giá trước đó. Cho nên để tổ chức họ muốn kéo hình chữ V đi lên luôn á thì bắt buộc nó phải có dòng tiền, nó sẵn sàng nó ăn lại hàng, hấp thụ lại hết những cái áp lực bán của nhà đầu tư bán ra, thì nó mới đủ cái xung lực để kéo lên hình chữ V. Nên phải duy trì cái lượng gia tăng liên tục ở đây anh chị thì nó mới đạt anh chị nha. Mọi người lưu ý á, cho nên nhiều anh chị mình ngày hôm nay á, thì mình thấy mặc dù hôm nay là phiên đỡ cung volume lớn á, anh chị mình nghĩ là thị trường sẽ kéo hình chữ V, nhưng mình không hiểu được cái nguyên lý nếu như thị trường nó muốn kéo lên hình chữ V đi thì nó phải cần có điều kiện và tín hiệu gì. Thì em chia sẻ với chị mình là như thế, nếu muốn kéo hình chữ V nó phải cần duy trì cái tín hiệu dòng tiền gia tăng liên tục thì nó mới đủ cái tín hiệu để cho chị mình canh những cái điểm mua an toàn, anh chị mình lưu ý ha. Đấy, còn thường những kịch bản sau phiên là đỡ cung như ngày hôm nay á thì đâu đó thị trường sẽ tạo cái biên duy trì, biên nó chỉnh lại, nó test lại cung cầu, nó tạo vùng cân bằng anh chị nhé. Đấy, tại vì đây bản chất vẫn là cái đà rơi, xu hướng chính của thị trường vẫn là xu hướng giảm. Mặc dù hôm nay là một cái phiên đỡ cung rất tốt, nhưng nó không làm thay đổi đi cái xu thế vận động của thị trường chung, và cái xu thế là một điều rất quan trọng. Ví dụ như cá nhân em, mình đánh giá với chị mình về riêng biệt phiên ngày hôm nay là một phiên rất tốt, nhưng mình phải tỉnh táo là mình phải đánh giá về cái tổng quan, cái xu thế của thị trường vẫn là xu hướng giảm. Mọi người lưu ý á, thấy chứ không phải lên thấy một phiên tăng rồi mình nói nó đẹp rồi mình lao vào mua, rồi ngày mai là giảm lại rồi mình nói nó xấu mình lao ra bán, không phải chị. Mình phải luôn luôn có những góc nhìn khách quan, những góc nhìn tổng quát tổng thể về thị trường, từ đó mình mới đưa ra cho mình cái chiến lược đầu tư. Còn trong thời gian đà giảm của dùng chung nè, cứ anh chị là thấy xanh mua đỏ bán, xanh mua đỏ bán là em nói càng ngày tài sản của chị mình nó càng teo, nó càng bị âm vốn, thì đó không phải là đầu tư. Mọi người lưu ý, cho nên sau những phiên đỡ cung như ngày hôm nay á thì thường thị trường sẽ tạo những cái biên như chị, những biên cân bằng trở lại, quá trình kiểm tra cung cầu, quá trình test cung test cầu, và để thị trường nó muốn bước vào một con sóng mới hay là một cái nhịp hồi phục mới thì nó phải cần một cái phiên xác nhận đáy. Ví dụ stopping volume 3 là tín hiệu của vùng đáy, ví dụ quanh cái vùng này, quanh cái vùng 870 ngày hôm nay là những cái vùng đáy của thị trường chung, có tín hiệu dòng tiền sẵn sàng đổ vào hấp thụ cổ phiếu ở vùng giá gấp. Và em chắc chắn với chị mình hôm nay là phiên dòng tiền của tổ chức anh chị nha, không có nhà đầu tư nhỏ lẻ nào mà dám mua ngày hôm nay đâu, bản chất room em cũng không có mua, thì mình không có chiến lược vì mình mua trong phiên stopping volume 3 đầu tiên. Đấy, trên thường sẽ có những quá trình nó kiểm tra lại cung cầu, nó test lại cung cầu xem áp lực bán còn nhiều hay không, thì phiên xác nhận bùng nổ heo đà ở phía sau, nó mới gọi là cái quá trình xác nhận đấy. Và khi nó xác nhận bùng nổ heo đà, anh chị sẽ có những con sóng 3 tháng, 6 tháng để mình đi đầu tư. Mọi người lưu ý ha. Đấy, trên thời điểm này là những cái thời điểm mà anh chị mình phải cần trang bị cho mình cái nền tảng về kiến thức, và đặc biệt là phải sẵn sàng vốn khi cơ hội nó đến. Mọi người lưu ý ha. Đấy, trên lúc nào mình cũng phải trong những cái trạng thái sẵn sàng. Và em luôn luôn ở đây em đề cập phân tích với anh chị mình về thị trường, chứ mình không rời bỏ thị trường bất kỳ phiên nào cả. Mọi người lưu ý. Đấy, cho nên với một số cái điểm vận động thị trường mình phải tỉnh táo, một phiên hồi phục nó không làm thay đổi cái xu thế. Và ngày mai là cái ngày đáo hạn phái sinh anh chị, ngày mai là ngày đáo hạn phái sinh là ngày 17 tháng 11 năm 2022, thì thường anh chị mình cũng biết á, hôm nay phái sinh tăng trần này. Đấy, thì hôm nay ví dụ như là tài khoản cá nhân của em thì mình cũng có tham gia phái sinh, tại mình cũng có những cái lợi mà mình cũng giao dịch với phái sinh đó, tại vì phái sinh là một cái trường phái mà tương đối khó anh chị nha. Và thường ví dụ như phái sinh á là thường anh chị mình á, ví dụ như em đi, là mình đang trong quá trình gì, mình hoàn thiện hệ thống, cho nên mình chưa có những cái sự kiến nghị đến chị trong room khách hàng VIP để mình trading phái sinh. Thật sự đây là một cái bài toán rất khó, và anh chị nào mình đánh phái sinh mà mình không hiểu á, mình rất dễ cháy tài khoản. Hôm nay mà em nói anh chị nào mình bị cuốn hay cái tâm lý á, mình thấy cứ sọt là ăn, sọt là ăn, sọt là ăn á, là hôm nay mình bị cháy tài khoản. Đấy, ví dụ như trạng thái ngày hôm nay của em đi về phái sinh này là mình lãi rồi đấy khoảng 11 triệu, thì mình chủ yếu là mình đánh để mình có cảm giác về thị trường và phái sinh đó anh chị. Tại vì thời gian vừa qua, 2 tháng vừa qua ấy, là mình không có giao dịch với thị trường cơ sở. Đấy, cho nên cá nhân em phải luôn luôn mình rèn luyện để mình có cảm giác về cái vận động hành vi của tổ chức, vận động về giá. Đấy,
hơn ngày hôm nay. Ví dụ như tổng tài sản của em thì mình cũng chỉ đâu đấy là khoảng mình đánh được vài hợp đồng thôi, cũng nhỏ, gì mình không có tập trung cái dòng vốn lớn của mình vào phát sinh. Chủ yếu dòng vốn của em á, là mình tập trung thị trường cơ sở khi mà nó xuất hiện cơ hội trở lại, chứ em cũng không phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp ở phát sinh. Mọi người lưu ý ha, đấy, thị trường phát sinh có những cao thủ họ kiếm tiền được, chứ không phải là một cái thị trường mà không có người kiếm tiền anh chị nha. Nhưng 90% những nhà đầu tư đều thua lỗ trên thị trường phái sinh. Cho nên vì sao em không có hướng dẫn cho anh chị mình về cái kênh phái sinh này, và chủ yếu những chị nào mình có trang bị đủ nền tảng về kiến thức mình mới đánh được phái sinh. Đặc biệt là mình phải tuân thủ về cắt lỗ cơ sở mà anh chị mình còn chưa cắt lỗ xong, mà em nói chị mua nắm phái sinh là mình cháy tài khoản. Ví dụ cơ sở 7-8% nói giao dịch chậm mà anh chị mình còn không tuân thủ cắt lỗ được, thì phái sinh ngày hôm nay chắc chắn anh chị nào sọt là mình sẽ bị cắt lỗ ngay, mình sẽ bị cháy tài khoản. Mọi người lưu ý ha. Thì hôm nay em chỉ đánh vài hợp đồng thôi, mình đánh hai hợp đồng, chính xác là em đánh hai hợp đồng, em ăn đấy khoảng 11 triệu, thì tương ứng là mình cũng lãi. Ví dụ anh chị thấy á, một điểm một hợp đồng sẽ là 100 ngàn, thì hôm nay em lãi 11 triệu, thì tương ứng đâu đấy mình tính sơ sơ thôi là khoảng 55 điểm của thị trường chung anh chị ha, hãy 55 điểm cũng phải sinh đấy. Cho nên một trạng thái phái sinh là nó tương đối khó đấy. Đấy, hôm trước em cũng chia sẻ với chị mình kỹ, ví dụ anh chị mình nhìn ở đây nè, và cái chạc của VN30 F1M nè, đấy, thị trường nó đang trong một cái biên độ sideways down. Khi mà anh chị mình thấy rất rõ nè, thị trường phái sinh anh chị, phái sinh của tháng này đang trong cái biên độ sideways down anh chị không, lên cạnh trên về cạnh dưới, lên cạnh trên về cạnh dưới đó. Hay mà sáng nay anh chị nào thấy nó mở gấp đau mà anh chị mình đi sọt đuổi á là mình chết ngay, là chiều nay mình bị giết ngay. Đấy, có thể gọi đây là một cái điểm điểm ép bán anh chị, có điểm sọt, điểm rủ sọt anh chị. Đấy, đây là những quá trình nó ép cho cái tâm lý nhà đầu tư đi sọt đuổi đó, cho tiếp tục nó hồi về lại vùng biên trên đó. Thì hôm nay là cuối phiên là kéo trần luôn, nhưng chào anh chị mình lưu ý nhá, thì xác suất ngày mai á thị trường nó cũng test lại cũng cao, và em thấy được cái xung lực của phái sinh nó cũng quay về, nó cũng test lại cũng cao. Từ sau đây là gặp kháng cự nè, ngồi lưu ý á, đấy, gặp kháng cự nè, nó vượt trên xu hướng thường nó phải quay lại, về lại chết, nó test lại cái đường trên line, cái đường xu hướng đấy. Trên cái vùng này chị mình cũng hạn chế mình đi long đuổi anh chị nha, đừng thấy em nay long mạnh mà vào long đuổi là cũng chết đấy. Đấy, trên phái sinh thì mình cứ tính theo ngày thôi, nhưng mà cái chạc tổng quan là sideways down, anh chị thấy rõ ràng không? Về bên dưới là biên trên nè, về bên dưới là biên trên nè. Đấy, thì thị trường chung mình cũng tương tự, bản chất ngày hôm nay là một cái pha đỡ cung, một cái pha hồi phục. Cho nên ở đây em với hiện nói chuyện trao đổi sơ với anh chị và phái sinh thôi, chứ em không có kiến nghị về phái sinh. Đấy, ở chiều thấy nè, ngày hôm nay bản chất thị trường nó hồi phục, nhưng mà trên xu hướng tổng thể thì mình kẻ nè, đáy sâu nè, nên chị mình cứ kẻ lại đáy sâu hơn đáy trước nè, đáy sâu không hơn đáy trước nè chị. Đấy, tiếp tục mình kẻ về đỉnh nè, thì cũng thấy tương tự nè, đỉnh sâu hơn đỉnh trước nè, đỉnh sau hơn đỉnh trước nè. Thị trường đang trong trạng thái gì, sideways down, nó ở bên dưới thì nó hồi lên bên trên, nó lại về bên dưới là bình thường. Đến khi nào mình thấy một cái phiên xác nhận bùng nổ heo đã ở đây, đấy, nó bước vào một cái con sóng hồi, thì mình sẽ hướng dẫn cho chị mình về những cơ hội đầu tư, nó tạo những cái điểm mua an toàn. Còn bản chất hôm nay thị trường mặc dù nó hồi nhưng nó không tạo bất kỳ một cái điểm mua an toàn nào cả. Những cổ phiếu nó rơi sâu, nó giảm 4-5 cây sàn thì nó bật lại một phiên trần là điều rất bình thường trong quá trình đầu tư anh chị nha. Đấy, mọi người lưu ý. Cho nên anh chị mình phải quản trị cho mình cái tâm lý nó tốt. Đấy, phải bình tĩnh anh chị, phải trau dồi thêm cho mình về kiến thức. Đấy. Và mình cũng thấy được ngày mai là cái phiên đó hàng phái sinh, cho nên đâu đó yếu tố khó lường cũng sẽ rất là cao. Cho nên mình phải chờ đợi. Cũng như trong room bán hàng bên em á, thì mình thấy là gì, em cũng trao đổi với chị mình rất là kỹ. Thường mà anh chị mình thấy á, để thị trường mà nó có một cái xu thế mới á, thì nó sẽ thường xuất hiện sau cái tuần và sau cái ngày của đáo hạn phái sinh. Đấy, ví dụ hôm trước em cũng chia sẻ với chị trong room trong ngày đầu tuần nè, trong ngày đầu tuần anh chị. Ví dụ vào buổi sáng ở đây anh chị ha, buổi sáng của ngày 12 nè, đấy, ngày 14 tháng 11 đi, thì cá nhân em mình cũng đánh giá với chị mình thì hiện tại thị trường đã khủng đi vùng đáy trước 970, xuống chính là trên giảm. Đấy, và mình phải chờ tín hiệu gì, đỡ cung mới nè. Thì hôm nay nó chính là tín hiệu đỡ cung mới đó anh chị. Thì mình quan trọng là mình chờ cái phiên này nè anh chị. Thị trường nó phải có phiên đỡ cung, nó cho cái dòng tiền tổ chức họ sẵn sàng họ hấp thụ, họ vào họ tham gia, thì nó mới tạo được cái tín hiệu gì, tín hiệu nó tạo được cái biên độ vùng đáy và tín hiệu đấy. Đấy, cho nên em đánh giá sau tuần đó hạn phái sinh, tổ chức họ sẽ tất toán đi những cái vị thế sọt của tháng này, thì nó mới bắt đầu tạo một cái xu hướng vận động mới. Đấy, cho chị mình cứ chờ thêm. Em nghĩ vận động đáo hạn của vận động phái sinh cũng như là vận động của thị trường ở trong tháng sau á, nó cũng sẽ khởi sắc hơn ở tháng hiện tại. Mọi người lưu ý, tại vì nó cũng xuất hiện một cái phiên đỡ cung này, thì mình cảm thấy đâu đó bắt đầu mình sẵn sàng vốn là vừa rồi anh chị nha. Đấy, thị trường nó cũng đau từ lâu rồi, thị trường nó đau trong cái giai đoạn từ tháng 4 này, tới hiện tại là tháng 11 cũng khoảng 6 đến 7 tháng này. Cũng rất là mệt mỏi với những nhà đầu tư mình trong 6 đến 7 tháng vừa qua đúng không? Đấy, cũng nhiều anh chị mình cầm cổ phiếu là quá mệt nhọc luôn ấy. Rất nhiều nhà đầu tư đã rời bỏ đi thị trường à. Và lúc này anh chị mình thấy á, ví dụ như quan trọng nhất á, trong những cái buổi học hồi xưa mà em dạy cho anh chị mình á, trong những cái liệu trình học á, thì nó sẽ có một cái buổi gọi là buổi gì, xác nhận đáy thị trường chung là khi nào anh chị. Thường anh chị mình thấy để mà thị trường chung nó tạo đáy trong một cái xu hướng giảm từ đỉnh rơi xuống, thì nó phải có từ 3 đến 5 lần kéo lên trụ xuống, có nghĩa là cũng sẽ có từ 3 đến 5 nhịp giảm anh chị nha. Thì anh chị mình sẽ nhìn lại từ vùng đỉnh 1.000 năm của thị trường chung, thì mình thấy đây là một cái nhịp giảm thứ nhất.
Đây là một trong những cái nhịp giảm số 2. Đây là một trong những cái nhịp giảm số 3. Mọi người lưu ý ha, hãy coi đây nhịp giảm số 3 nè chị, tại vì chiều nó cũng không có tạo được cái nhịp hồi trong này. 1 nè, 2 nè, 3 nè chị. Đấy. Thì sẽ thường có 3 đến 5 nhịp rũ. Những nhịp rũ cuối bao giờ cũng là những nhịp rũ khốc liệt nhất và ác liệt nhất, tạo cho nhà đầu tư mình mất niềm tin, mất tất cả, không còn sự tin cậy về thị trường chứng khoán và doanh nghiệp nữa, thì nó mới thường là những cái vùng đáy. Mọi người lưu ý ha. Và anh chị mình thấy là gì, các nhịp đầu tiên sẽ thường có sự tham gia rất lớn của những nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là đội bắt đáy. Anh chị thấy những nhịp giảm thứ nhất nè, luôn luôn có một cái lượng nhà đầu tư bắt đáy. À, có lại đấy, có lại đấy, bắt đáy có lại, bắt đáy thời có lại, bắt đáy có thể có lại, bắt đáy có thể có lại. Nhưng càng về sau, càng về cuối, dần dần những nhà đầu tư bắt đáy này cũng hy sinh, cũng chết thôi chị, cũng bắt đầu là tài sản của mình thâm hụt và mình bị dính vào một cái trạng thái là kẹp cổ phiếu, và mình không còn những cái dòng vốn để mình tham gia, hoặc là những trạng thái bắt đáy mình cũng phải hàng về, mình cũng đi cắt lỗ quá nhiều lần, thì nó tạo cho anh chị một cái ác cảm về cổ phiếu và mình cảm thấy sợ sệt, sợ hãi, không dám bắt đáy nữa. Thì đó là tại vì sao những nhịp đầu tiên thường có sự tham gia rất lớn của những nhà đầu tư cá nhân bắt đáy, và dần dần, ví dụ buổi sáng ngày hôm nay đi, anh chị mình sẽ không còn nghe những cái diễn đàn hô hào về việc bắt đáy hay không, hô hào việc vùng này giá rẻ có mua nữa hay không. Hầu như buổi sáng ngày hôm nay em không thấy anh chị, khi mà thị trường nó mở tín hiệu về gap down và rất nhiều những cổ phiếu nó sàn bịch cung từ đầu phiên, mọi người lưu ý á. Đấy, thì mình không còn nghe như thế nữa, và hầu hết anh chị thấy cái gì ai bắt đáy đều thua lỗ nặng, do là mình tham gia trong những cái xu hướng giảm, trong những cái nhịp rơi đầu tiên, mọi người lưu ý á, và số lượng người tham gia và hoài nghi bắt đầu nó tăng lên. Đấy, chỉ qua nhịp vụ số 3 thì bắt đầu anh chị mới đi chú ý trở lại với thị trường chung. Hiện tại bản chất nếu mình nhìn kỹ thì đây là những cái nhịp rũ số 3 của thị trường anh chị ha, là một cái nhịp rũ tương đối là gì, tôi nói là mạnh lên gì. Đấy, tiếp theo sau đó anh chị mình sẽ thấy được là gì anh chị, nó sẽ xuất hiện một cái phiên đỡ cung, nó gọi là phiên stopping volume 3. Thì thường sau 3 nhịp giảm trở lên thị trường sẽ xuất hiện phiên đỡ cung, đó chính là phiên ngày hôm nay. Gì phiên đỡ cung ngày hôm nay á, thì mình sẽ gọi là phiên stopping volume 3 đơn. Tại vì stopping volume 3 nó có hai loại, đơn và đôi. Phiên đơn nghe gì, đầu phiên sáng mở gấp đau và kéo lại kết phiên chiều ở vùng giá cao nhất phiên, biên độ lớn, khối lượng lớn. Đấy, thì đó gọi là stopping volume 3 đơn. Mọi người lưu ý nha, nó bùng nổ về volume anh chị nha. Đấy, thông thường nè sẽ giảm rất mạnh với khối lượng cao, hoặc sau đó giảm mạnh và hồi phục với khối lượng cao. Thì đây là stopping volume 3 đôi nè, một phiên giảm rất mạnh, phiên sau hồi phục rất mạnh, thì mình ghép ba lại nó sẽ là phiên đơn, ghép ba lại tương tự phiên ngày hôm nay, và hôm nay là phiên phiên đơn, cho nên là mình thấy buổi sáng sẽ giảm mạnh và rút chân hồi phục vào buổi chiều. Đấy, đó là một cái phiên đỡ cung thứ nhất của thị trường tạo đáy. Đấy, và để quan trọng nhất đó chỉ là tín hiệu tạo đáy anh chị nhé, và tạo đáy nó là một cái quá trình, nó là một vùng, nhưng quan trọng nhất phải cần một cái phiên xác nhận đáy, đó chính là phiên gì anh chị, đó chính là phiên bùng nổ heo đà. Ai mọi người lưu ý nha, cho nên vì sao sau ngày đỡ cung một vài ngày sau đó chỉ số thường sẽ có những sự tăng giá kiểm tra cung cầu. Đấy, nhưng mình vẫn phải ngồi yên quan sát và chờ đợi, và cái ngày bùng nổ heo đà nó sẽ thường xuất hiện từ ngày thứ tư đến ngày thứ 10 sau phiên đỡ cung và nỗ lực hồi phục đầu tiên. Về chỉ số, về giá nó sẽ tăng ít nhất 1,5%, về khối lượng nó phải tăng lớn gấp 1,5 đến 2 lần so với khối lượng trung bình 10 phiên. Hãy đây xin xác nhận ngày bùng nổ heo đà, và sau đó chị sẽ có những cò đầu tư từ 3 đến 6 tháng để mình tham gia mình đầu tư. Mọi người lưu ý á, ấy thì đó là em hướng dẫn trước cho chị mình để mình hiểu cặn kẽ và cái phiên ngày hôm nay là phiên gì. Nhiều anh chị mình hay nói hôm nay là một cái phiên bùng nổ heo đà hả em? Đấy, thì coi như là em hướng dẫn cho chị mình thêm để mình trang bị thêm về kiến thức. Đấy, mình chị mình lưu ý á, kiến thức là nó phải chuẩn, kiến thức là nó phải chính xác. Đấy, chứ kiến thức mà anh chị mình áp dụng sai là mình đầu tư sẽ sai. Tại vì sao? Tại vì trong cái buổi tối ngày hôm qua em cũng có trao đổi với một số anh chị mình, nhiều nhà đầu tư mình nói với em là gì, thị trường đoạn này nó đánh phá vỡ nguyên tắc, nó giảm không ai ngờ tới. Thì đúng là thị trường nó giảm không ai ngờ tới, đâu có ai nghĩ thị trường sáng nay nó về tới vùng giá 873 đâu chị, giảm kinh điển luôn ấy. Hậu chí chị thấy thị trường nó giảm gần như chia đôi đó anh chị, gần như chia đôi luôn, từ 1.000 năm mà về đây gần như chia đôi rồi, gần như chia 50% mà anh chị đó. Không ai nghĩ thị trường nó giảm như thế, thì đúng là đó là sự khốc liệt của thị trường chứng khoán. Nhưng anh chị mình còn chia sẻ là gì, à phân tích kỹ thuật là nó sẽ sai hết trong cái thời điểm hiện tại, tại vì nó đánh phá vỡ những cái nguyên tắc. Thì khi mà anh chị mình nói là à, phân tích kỹ thuật nó sai, nó không đúng như trong những cuốn sách mà anh chị mình từng đọc, nhưng đôi khi anh chị mình đã đọc đấy, mình có xem đấy, nhưng mình đã quên đi
trong bất kỳ một cuốn sách nào cũng vậy, ví dụ của Jesse Livermore, của William O'Neill, cuốn sách làm giàu qua chứng khoán, ổng đều có một cái chương riêng viết về bài học cắt lỗ, tại sao phải cắt lỗ, lý do gì phải cắt lỗ là gì, mà có khi anh chị mình lại quên nó. Và ông dặn dò rất kỹ là gì, không nên cố gắng giao dịch quá nhiều trong một xu hướng giảm, trong một thị trường con gấu đấy. Cho nên nhiều anh chị mình cố gắng giao dịch trong một xu hướng giảm, mình thua lỗ, mình không cắt lỗ cổ phiếu, mình không tuân thủ âm 8%, mình hạ quy mô vốn, mình trung bình giá thêm, mình tăng tỷ lệ đòn bẩy thêm, càng giảm tài sản anh chị mình càng âm. Đến những giai đoạn anh chị mình bỏ qua hết những cái nguyên lý, những cái kiến thức mà mình đã từng đọc, mình đã từng học, hoặc là mình đã từng xem nhiều anh chị mình trong những khóa học viên của em đi, mặc dù mình biết đây là xu hướng giảm đấy, nhưng anh chị mình không xử lý được cổ phiếu, mình không xử lý được tài khoản thì nó cũng bằng không. Cái quan trọng nhất đối với em trên thị trường này, kinh nghiệm nó đến từ quá trình thực chiến, chứ không phải là anh chị mình đầu tư 3 năm, 7 năm, 10 năm. Nó gọi là kinh nghiệm, không phải gì. Em không đo lường bằng thâm niên, mà em đo lường bằng tính thực chiến trên thị trường. Nó gọi là chiết xuất trong quá trình mà anh chị mình đầu tư. Chị mình lưu ý á. Đấy. Cho nên nhiều anh chị mình nói là phân tích kỹ thuật đoạn này nó sai. Thì bản chất trong một xu hướng giảm là một xu hướng mà mình sẽ không phân tích được. Tại vì đó xu hướng đè giá. Và những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ không tham gia, không cố gắng giao dịch trong một xu hướng giảm để họ tránh đi những cái sai lầm anh chị. Nó là như thế, khi nào có phiên đỡ cung, có phiên bùng nổ theo đà thì đó mới gọi là phiên đảo chiều của xu hướng giảm, thì đó là cái phiên mà nó sẽ xác nhận là một cái trend tăng, thì họ sẽ bắt đầu họ giao dịch trong một xu hướng tăng. Mọi người lưu ý nha. Đấy. Cho nên khi mà chị mình đọc hiểu nè, mình áp dụng cái nền tảng kiến thức hoặc là trong những cuốn sách đó, thì quan trọng là mình phải thực chiến. Anh chị mình đang thiếu đi cái thực chiến mà ngược lại mình quá máy móc. Mọi người lưu ý nha. Đấy. Cho nên khi mà chị thấy á, trong kênh giảm mà chị mình đứng ngoài đi thì mình đã tránh được những cái rủi ro của thị trường. Bản chất nhiều anh chị mình nói là gì, à thị trường này nó giảm bởi vì tin xấu, thì đúng anh chị, thị trường giảm nó phải có tin xấu nó mới giảm, và tin tức luôn luôn là những cái công cụ để tổ chức họ vận hành giá. Đấy. Nhưng nếu anh chị mình nhận định được trong một cái xu hướng giảm á, nó có tin xấu á, thì mình đứng ngoài để mình tránh dính phải những cái thông tin về trái phiếu, những cái thông tin về yếu tố bắc bớ. Mọi người lưu ý á, chứ ví dụ như cá nhân em và anh chị mình không phải là những cái tay to trên thị trường để mình nắm bắt hết được những thông tin. Thường em và anh chị mình đọc thông tin, biết thông tin thì mình là những người đầu tư cuối cùng anh chị. Đấy. Cho nên phương pháp vía này nó hay một điểm là gì, cung cầu là yếu tố quan trọng nhất, nó thể hiện rất rõ khi mà tổ chức họ muốn xử lý, hoặc họ muốn bán, hoặc là họ muốn mua cổ phiếu. Khi nó đã phản ánh hết thì bắt đầu nó mới ra những yếu tố về thông tin. Mọi người lưu ý nha, đã cho anh thi mình đã có những chiến lược đầu tư rõ ràng thì mình cũng sẽ hiểu được thông tin, tin tức nó đã phản ánh như thế nào, và mình cũng đã hạn chế được cái việc mình tham gia ở thị trường trong những khoảng thời gian vừa qua, để sau này anh chị mình tránh những thông tin về trái phiếu doanh nghiệp như thế nào. Mọi người lưu ý nha. Đấy. Và thị trường chứng khoán là một thị trường của thông tin. Đấy. Nên đó là những gì mẹ muốn chia sẻ với anh chị nhà đầu tư mình trong cái buổi video ngày hôm nay. Tiếp theo mình sẽ cùng phân tích qua một số mã cổ phiếu xem ngày hôm nay nó có tín hiệu như thế nào anh chị ha. Đầu tiên mình lướt sơ lược qua dòng cổ phiếu ngân hàng, xem mã nào có xem có cổ phiếu nào đạt điểm mua an toàn hay không. Ví dụ như hay một số cổ phiếu như BID đi, thì bản chất nó vẫn trong một cái trend xu hướng tăng anh chị nha. Đấy, vẫn trong một cái trend xu hướng tăng. Đấy. Thì những cái trường hợp mà ví dụ bây giờ điểm mua mới á, thì cũng khó chị, tại vì nó bị vận động lỏng quá, phiên sàn phiên trần thì nó không tạo ra được những cái điểm mua an toàn dành cho những chị nhà đầu tư mình. Đấy, mọi người lưu ý á, còn về trend xu hướng thì mình giá BID vẫn khá tốt thôi. Cho ví dụ anh chị nào có hàng thì mình có thể mình cầm nắm thêm. Đấy, một số cổ phiếu ví dụ như ACB thì chị mình cũng nhìn lại nó quay về hỗ trợ đáy nữa, thì nó hồi phục, nó rút chân trở lại chung với thị trường, nhưng nó cũng không tạo ra bất kỳ một cái điểm mua an toàn nào cả anh chị. Ví dụ điểm mua an toàn của những cái này bắt đầu hồi lên nó phải tích lũy lại vùng trên thì mới tạo điểm mua. Một số cổ phiếu như CTG cũng tương tự như thế, nó vẫn giữ được cái trend tăng anh chị nha. Đấy, nhưng mà phiên sàn và phiên trần nó khó mua quá. Vùng này thứ nhất là dao động lỏng, thứ hai là khối lượng lớn, không đạt bất kỳ những cái điểm mua an toàn nào cả anh chị nha. Đấy, nhưng chí ít đây vẫn là những cổ phiếu mà nó vẫn giữ được cái trend trong ngắn hạn anh chị. À, một số cổ phiếu như Liên Việt nè, Liên Việt thì nó cũng mấp mé nó về cái vùng hỗ trợ đấy, thì nó cũng bật nó hồi phục trở lại. Những con này muốn lên anh chị thì nó bắt buộc phải có những quá trình gì, nó test đáy anh chị, nó muốn đi lên bền phải test đáy nè, phải kiệt cung đi nè, thì nó mới chờ đợi điểm dòng tiền ở phía sau thì nó mới tạo được những cái điểm mua an toàn. Anh chị mình lưu ý á, MBB cũng tương tự nè, gãy hỗ trợ hồi phục nó là bình thường nè, cũng không tạo được điểm mua. Một số cổ phiếu như STB nó cũng tương ứng như thế anh chị, trong này dao động lỏng, phiên sàn phiên trần anh chị thấy ghê không? Trong cái vùng này coi là nó trần sàn mấy phiên, thực sự nó quá khó đâu, volume cũng lớn đó này. Đấy. Trên cũng khó để cho anh chị mình tham gia. Ví dụ trên xuống đang là trên giảm nè, ví dụ mà nó có tạo một điểm break lên đó, lên vùng biên trên nè, tích lũy lại kỳ cung trên này nè, thì nó tạo điểm mua an toàn cho anh chị mình. Mọi người lưu ý á. Đấy, cho nên đối với em á, mình mua cổ phiếu khó lắm anh chị, không phải mình thấy nó trần là mình lao vào mua, thấy nó xanh là mình lao vào mua đâu,
nó mới cần đạt điều kiện của mình. Đấy, đó là một số cổ phiếu sơ lược của thị trường của dòng ngân hàng anh chị ha. Một số cổ phiếu tiếp theo mình thấy dòng cổ phiếu hôm nay là dòng ngân hàng, dòng dầu khí, dòng chứng khoán, dòng thép, dòng bất động sản, dòng nào cũng hồi đúng không? Đấy, thì mình thấy dòng thép là cái dòng mà buổi sáng ngày hôm nay nó hồi phục trước luôn, nó hồi khá là tốt ấy. Một số cổ phiếu vừa thấy như Hoa Sen nè, giảm 4 5 cây sàn mang hồi phục là bình thường. Nó đâu tạo điểm mua đâu anh chị, không tạo bất kỳ điểm mua nào cả. Anh chị mình lưu ý những kịch bản tốt của những cổ phiếu như năm như dầu thép nè. Dù những cổ phiếu như dòng thép là dòng cổ phiếu nó mang tính đầu cơ nó cao thì thường có thể nó sẽ hồi 2 3 phiên trần là bình thường. Mọi người lưu ý á, có thể hồi 2 3 phiên trần là bình thường. Theo một cái quán tính đà rơi, nó rơi sâu thì nó bật là điều tất yếu. Nhưng để tạo điểm mua an toàn thì hôm nay bản chất nó không có điểm mua anh chị. Mà thường sau 2 3 phiên trần đó sẽ tạo cái nền đi ngang. Tạo cái nền cân bằng vùng trên cao nè. Xuất hiện điểm dòng tiền ở đây là điểm mua. Đấy, cho anh chị mình đừng có sợ mất cơ hội luôn luôn xuất hiện. Quan trọng là chị mình có đủ nền tảng kiến thức để mình áp dụng mình tham gia hay không. Tương tự năm kia cũng thế anh chị ha. Đấy, nó giảm ghê anh chị, mình đếm này không biết bao nhiêu cây sàn luôn. Giảm từ 15 mà giờ còn giá 7 chia đôi luôn chị nha. Đấy, hiện nay một phiên trần là điều bình thường. Nó không làm thay đổi đi xu hết cổ phiếu. Đấy, có thể ngày mai trần nữa điều tất yếu. Tới 21 trần nữa điều bình thường. Nhưng khi nào mua, khi mà cổ phiếu tạo sự cân bằng vùng trên, xét nhận dòng tiền lên thì mình tham gia. Đấy, đơn giản như thế. Hòa Phát thì cũng tương tự, bắt đầu những con Hòa Phát nó chuẩn nó đã rơi nè, tạo một số phiên cân bằng nè. Thì hôm nay phiên là hồi phục một cái phiên trần cũng khá là tốt với những cổ phiếu như là Hòa Phát. Nhưng thường ví dụ anh chị mình có tham gia mình đánh Hoa Sen năm kim thì nó sẽ nhanh hơn. Mùa lưu ý ha. Đấy, dòng thép cũng là cái dòng mà đôi khi nó có tính đầu cơ nó cao thì khi mà nó xuất hiện cơ hội thì mình cũng chú ý lại, chứ em cũng không đi tiêu cực với cổ phiếu nào cả đó anh chị. Mọi người lưu ý dòng chứng khoán nó cũng tương tự nè. Đấy, một số mà cổ phiếu dòng chứng khoán á em đánh giá ví dụ như HCM tháng nay chặn khá sớm nè, nhưng mà anh chị thấy thì nó cũng đấy nè. Cái này bật trần nè, là điều bình thường anh chị. Cái những con này đôi khi á phải hiểu một điều là gì, nó quay về nó test nè, test cái vùng hỗ về vùng kháng cự gì đấy, trước chính là vùng kháng cự sau nè, cho test lại thì cung đi nè, dòng tiền vào số 2 đây mình đánh. Tại mọi người lưu ý á đó, thì nó sẽ có những cái nguyên lý để mình tham gia như thế. Còn bản chất ngày hôm nay mình thấy bản chất nó vẫn là xuống giảm mà, đâu có điểm mua nào đâu. Đấy, một số cổ phiếu ví dụ như SSI đi thì mình kể cái trend biết SSI bản chất nó vẫn là xuống giảm anh chị, nó chưa break được trên giảm nè. Trên những con này á thì bắt buộc phải break đi trên giảm này, nó tích lũy lại cái biên trên thì mình sẽ có những điểm đầu tư. Đấy, trên đầu tư mình không có vội vàng, nó là như thế thì mình hiểu được cách cổ phiếu nó vận động. Dù điểm dòng tiền đi vào khá tốt nè, điểm hồi phục khá tốt nè, ngày mai bất thêm cây trần nó đi cũng được, sau đó gặp kháng cự tích lũy lại qua cái biên 14 15 16 gì đấy thì mình sẽ có những điểm tham gia ở phía sau. Quá trình tích lũy này kỳ cung đi thì mình chờ điểm dòng tiền đi vào. Đấy, cho nên chỉ cần cổ phiếu nó vào trên tăng thì mình không thiếu cơ hội để mình đi đầu tư. Mọi người lưu ý ha. Đấy, một số cổ phiếu còn lại cũng hồi thôi, ví dụ như ông VND này cũng mặc lên hồi nè, thì đa phần này cổ phiếu nó hồi. Nhưng em quan sát kỹ bản chất nó không tạo điểm mua, ví dụ VCI nè, sàn này hồi nó không có gì đâu mà mua anh chị, khó đúng không? Đấy, chứ nó không phải một phiên trần là mình lao vào mua ngay đâu. Một số mà cổ phiếu bất sản tương tự nhìn theo DG nè, sàn trần không có cái điều kiện nào mua cả. Tắc xanh cũng tương tự nè, sàn được đây cây tăng 300 nè, rồi sàn trần nó có điểm mua đâu anh chị. Đấy, mọi người lưu ý cho mình phải đánh giá cho nó kỹ. Tại vì buổi chiều ngày hôm nay nhiều anh chị mình cũng nhắn tin với em là hôm nay có mua được cổ nào không em, nhiều cổ phiếu tăng chặt quá. Thì đôi khi anh chị mình nhìn bảng giá mình sẽ bị hoa mắt đó. Đấy, hiện nay cá nhân em mình cũng rất vui đó, tại vì lâu lắm mình thấy một cái phiên mà thị trường hồi tốt như thế thì mình cũng vui cho những chị nhau tư mình. Đấy, nhưng mà chắc phải đánh giá kỹ là nó không tạo điểm mua. Đó. Một số cổ phiếu còn lại cũng tương tự, chỉ ví dụ dòng dầu khí thế là PVD chị mình nhìn nè. Sang. Chờ. Không có điểm mua. Một số cổ phiếu như BVS cũng thế anh chị ha. Ai nó gãy trên, gãy nền thì phải chờ thêm thôi. BR sáng sàn chiều gần trần đúng không? Đấy, thì cái biên khá là lớn luôn. Nhìn chung cái cổ phiếu đều không tạo ra những cái điểm mua nào gọi là điểm mua mà nó an toàn cả. Ví dụ đâu đó đi, ví dụ như bâu đi, nó tích lũy lại còn ổn chị. Cái này tạo được cái vùng biên nè. Con này nó tạo được cái vùng biên anh chị nha. Đấy, những con mà tạo cái vùng biên đấy như thế này thì mình sẽ chú ý lại cho một cái nhịp tiếp theo. Bản chất đây là vẫn trong cái vùng biên đấy anh chị, vùng biên cổ phiếu tạo đáy nè. Một số cổ phiếu dòng bán lẻ, dòng Vin và dòng trụ đi thì mình thấy ông Novaland và ông Phát Đạt thì bản chất nó vẫn là sàn thôi. Con này không biết bao giờ nó mới được hấp thụ cung vùng giá thấp. Ấy có Vinamilk nữa chị không? Vinamilk là những cổ phiếu nó vẫn giữ được cái trend trong thời gian vừa qua để nó điều tiết, nó giữ điểm số chung. Nhưng bắt đầu hôm nay trường hồi thì nó lại giảm anh chị. Hãy cho mọi người lưu ý ha. Thì hôm qua ông chia sẻ cho mình rồi. Anh chị có nắm thì mình cứ chặn vùng giá 76. Đấy, vùng giá này vùng hỗ trợ 76 nè. Hôm nay trường hồi nó lại giảm thì mình cũng thấy nó mang cái yếu tố điều tiết nó cũng cao đấy. Thì hôm qua trong cái thằng bên em mình cũng cho chị mình hạ từ sớm với những cổ phiếu như Vinamilk đấy, thì mình chờ cơ hội mới thôi anh chị. Đấy, một số ví dụ bản chất thì chị mình kể cái trend thì bản chất con này nó vẫn trong một cái trend tăng mà, thì mình phải chờ quá trình nó tái tích lũy lại xem như thế nào. Đấy, chứ mình cũng không yêu thích một doanh nghiệp nào cả, mình cũng không ghét bỏ một doanh nghiệp nào cả. Ở đâu mang lại tiền cho mình, ở đâu có cơ hội thì mình hướng đến đó. Một số cổ phiếu ví dụ mình thấy tiếp theo là những cổ phiếu một lưu gờ này, nay tăng trần này, nhưng bản chất những con này sàn chờ không có điểm mua. Đấy, FRT cũng tương tự sàn trần nè,
đi group cũng tương tự nè, thấy chị thấy không, năm sáu cây sàn nè, sàn dần thì nó không có điểm mua. Chị mình lưu ý đa phần các cổ phiếu lúc này sau năm cây sàn nó xuất hiện một cây trần thì đó không phải là điểm mua anh chị, mà phải đánh giá cho nó kỹ anh chị nha. Đấy, cho mình nhìn sơ lược qua cổ phiếu, không có con nào mà nó tạo được một cái điểm mua an toàn để cho anh chị mình tham gia. Vừa nhìn những con ANV đi, sàn trần, đấy đâu có điểm mua đâu anh chị, cho anh chị phải tỉnh táo đó. Thì đó là những gì mà em phân tích sơ lược với anh chị về cổ phiếu thôi. Nay nhiều mã trần tốt quá, thời gian sau sau cái phiên đỡ cung này bắt đầu cổ phiếu tạo những vùng biên cân bằng thì bắt đầu nó mới xuất hiện những điểm mua an toàn, thì em sẽ quan sát và hướng dẫn đó anh chị mình sau anh chị ha. Hãy cho nên tạm thời thị trường chưa tạo điểm mua an toàn, thị trường bản chất là một cái phiên đỡ cung rất tốt đấy, một cái phiên nỗ lực hồi phục số 1 cực kỳ đẹp, nhưng nó không làm thay đổi đi cái xu thế vận động của thị trường chung. Vì thế anh chị nhau tụi mình tiếp tục quan sát thêm và quản trị tâm lý tốt anh chị nha. Đừng thấy tím lao vào mua đuổi, đừng thấy xanh mình mua đuổi, hoặc là thấy đỏ mình bán tháo ra thì nó lại không hay. Chỉ cần thị trường xác nhận một con sóng hồi, chết là con sóng hồi, thì chị sẽ có đâu đó 1 đến 3 tháng để mình đi tìm kiếm cơ hội mình đầu tư, cho nên đừng bao giờ sợ mất cơ hội. Cũng nhờ em quản trị tốt và mình kiên nhẫn cái điều kiện tham gia của mình, và mình tránh được những cái nhịp bull trap, những nhịp rơi trong khoảng thời gian vừa qua. Mọi người lưu ý ha. Đấy, thì một số anh chị nào muốn đồng hành cùng em tại room hệ thống khách hàng VIP thì mình có thể liên hệ với em qua số Zalo 0974 046220, hoặc là liên hệ với bạn trợ lý bên em là bạn Hải Anh qua số Zalo 0945 866 915. Thì cái phần thông tin em có để bên dưới của cái video của anh chị đấy, và bên dưới của màn hình đó, khi mà anh chị mình xem á mình cũng thấy. Hoặc là anh chị là muốn vào trong cộng đồng này thì mình sẽ quét cái mã QR ở đây, hoặc là anh chị mình vào trong cái phần video á, trong phần mô tả anh chị nó cũng có anh chị nha. Thì chìm vào trong cái phần mô tả ở đây nè, có link cộng đồng nè, thì anh chị mình có thể mình tham gia vào đấy. Thì mình sẽ chờ đợi cơ hội, em hướng dẫn cho anh chị mình rất cặn kẽ về những cái chiến lược đầu tư ở thời điểm hiện tại đấy. Thì mình cũng phải vui vì hôm nay thị trường là một cái phiên đỡ cung khá tốt. Thì xin phép hẹn gặp lại tất cả những chị nhau tụi mình trong buổi video ngày mai. Xin chào cả nhà, chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình.